Núi Đông Thóc á? Núi Thóc với lại núi Đông. Tiết tê của ai đây? Tên kia thì bao tiền nhỉ? 7 triệu. 7 triệu. Cấp số thì chúng ta gọi là 0979. 0979. 796. 796. 881. 881. Thế còn con này? Con này 5,5 triệu. Con này là bán rẻ đấy. Chở nặng đúng không? Đây, so sánh cái tay này. Bác cả đứng vào đây cho nó biết con nào đây. Nhưng mà là cao 1m8. Đấy mà cái cây đó. Chuyện thôi. Đây 40 phân, tổng 40 phân thôi. Đấy, 60 phân. Nó hoàn thiện 60 phân. Hoàn thiện 60 phân. Đấy, cho ông nhìn thấy không? Cục kịch này như cháy núi này. Ông bảo Đông Thóc này. Thì từ tổng thể các bác nhìn rồi nhá. Từ dưới chân lên nhá. Thế còn gu của bác chơi cao cấp hay là chơi phôi hay là ý đồ gì đấy thì tùy các bác. Tôi ra chợ là tôi quay. Và cây này đẹp, tôi theo vừa mắt của tôi thì nói, và không thì vẫn cứ quay các bác xem nó muôn vẻ, các bác thích thì các bác ok mua, không thích thì để người khác. Ngoài chợ là không chê trực diện, chứ còn người nào có lỗi mình đấy, quay hết cục này để sang cục đấy. Chất làm sửa bệ này to lắm, nó thu vào đấy. Giá mà được cái bệ nó xứng với cái thân thì được, là được. Rẻ, rẻ, rẻ. Tự nhiên hôm nay cũng bán rẻ thế, 5 triệu cây này. Đây điền đấy, con điền cả đấy, như là vừa bảo bao nhiêu ấy, quên. Anh ơi, mua nhiều không anh? Rất to ấy các bạn, cái này chắc là hai người khiêng không chậu, không chậu là phải hai người khiêng. Đây, cây này thì bên mặt này rất là hay. Tạm thời xa cách hai cây đây. Đây à, 10 triệu đây à? Đây đây. Cái đấy là đây, 10 triệu. Là móng à? Quê đúng. Tập số vậy 0982 cái. 0982 705 ấy. 705 096 096. Hôm trước ông nào gọi chưa? Con đi cầu cũng có một người gọi rồi nhưng mà không giao dịch được. Thế à? Chắc tại bán rẻ quá. Quy mịn nhá. Bàn tay này như bàn tay X nhá. Rồi. Đó đấy. Dạ đây. Không biết nhét vào cái này lâu chưa? Cung cổ nhá. Cung cổ. Cái cổ nói dối rồi. Đấy, chum này. Cái nào anh gọi? Rồi rồi. Lá đây nhá. Quê thì bảo quê, điền bảo điền. Không có. Con này bao nhiêu? 5,5 triệu. Dáng bóng đẹp quá nhỉ. Đúng rồi, biết rồi anh. Biết là mới. Đấy, con này thì dăm riếc thì người ta làm lâu rồi này, cục kịch lên là cắt. Đấy. Dăm quê mà rất là mập đấy. Đấy. Mặt bên này cái đấy. Vừa bán được cây to đẹp lắm rồi. Đẹp. Cây quê à? Điền là sao chứ? Chọc lóc không nhìn rõ nhưng mà vừa thấy thằng nó chở đi rồi. Đấy, cái này bóng đẹp đấy. Rất lùn này. 5 triệu. Cũng quê nhỉ? Quê. Nên điền, kia điền.
dáng dấp rất ổn. Đây. Đấy. Gu hiếu. Phục kịch. Lùn tịt. Lùn tịt. Đấy, bể bãi có đấy. Móc đây ra này. Sau hơi vướng. Sau gấu hơn. Sau gấu hơn. Này gấu. Đấy, cao chắc chỉ tầm 25 phân thôi. Đúng rồi, 25 phân. Tổng thể sóc cây 25 phân. Đúng rồi. Chứ đến 25, 23 phân. Chứ đến 25 phân giống như người. Đấy. Xoay người cái này. Xoay đấy. Đấy. Đây là con đầu là alo nha. Alo luôn đi nhé. 982. Rồi. 05, 096 nha. Rồi, rồi. Còn cây này bao nhiêu? Con đấy là 2 triệu. 2 triệu. Nặng quyết nhỉ. Si đây. Si. Đấy, ôm đá kiếp rồi. Đây này. 2 triệu. Đang định ngồi xuống thì sợ xe nó đụt vào. Đá quay. Đây, chủ nhân đây. Xin chào nhá. Nhìn để nhận ra nhá. Xin chào các bạn nhá. Chủ nhân người mẫu đây. Người mẫu. Người mẫu, cây mẫu. Đấy, nhìn cái tay này thấy không? Nhìn cái dăm này thấy không? Đó. Nhiều bàn tay anh. Nhiều khi dày quá phải cắt bớt đi. Đây, nhiều quá. 10 triệu. Rất nhiều năm nó được như này. Cây này bóng đẹp. Cây này hôm trước có. Được. Cây này bán lâu rồi. À, đây là giống giống đấy đúng không? Có 5 tầng hôm trước 3 tầng. Điền này. Điền. À bán rồi. Cây này mấy tiền? Cây này 5 triệu. 5 triệu. Xe quê này. Xe quê. Thế còn cái con chạy chạy này thì bao nhiêu? 7 triệu. 7 triệu. Thế để sang bên này ủng hộ ông bên này cả. Bỏ quá. À đây con này hôm trước đây còn gọn lại được rồi. Gọn lại đây rồi. Đấy con này nó sạch sẽ nhìn sáng sủa. À, trước chưa lọc. Nay lập xuôi không đi à? Canh nậu đây, quê hương canh nậu. Em là thạch thất đây. Con này hôm trước là bảo bao tiền nhỉ anh nhỉ? 7 triệu. Đấy. Đấy, giật mình luôn. Vừa gọi số vừa nãy. Vừa nãy đọc số rồi đấy. Nhìn thấy. Bóng đẹp chảy. Chảy nhão. Tiếc là nó mà là mấy năm nữa thì cái này rồi. Sợ vừa quá. Chứ bóng thì hồ. So với ngu bây giờ thì bóng đẹp. Đấy. Đã biết. Chủ dùn này. Đầu răm. Bàn tay ếch à? Bàn tay ếch. Ở quê mà chúng ta nó như điện nhỉ. Dầm mập. Này mà chân được như chân ếch nữa thì thôi rồi. Rồi chân ếch đây. Ủa. Gà đây. Gà này đập chậu, bắt đầu cho vào, bắt đầu gặt. Ờ. Chả đập chậu ấy. Ờ. Đập đấy. Hả? À. Đắt ở đấy. Đập làm sao như này. Đập cái này thì đâu vào. Đập làm sao như này. Chân cổ người ta như này người ta đập xuống này nói bị dầm à? Đúng không? Cái giống này không có đập được.
nó lát à. Nếu mà đập không có, nếu mà đập được như thế này thì cũng giỏi. Được. Đập được như thế này cũng là giỏi. Được. Đập được đúng rồi. Tôi là đập được. Đây này cưa cắt. Cho chắc chắn cắt này không cắn được. Mất mạch. Người ta sẽ phải làm nó để cho việc nó là ra được thì bị đưa được bị khớp được vào đây. Đây tôi cho anh đập phát được như này, đây tôi cho anh. Chú mày là chú ngày xưa chứ mày cổ. Chú mày có giảng được. Ok, rồi. Đây cái này mịn tí nữa thì được. Ba kìa. Xin cảm ơn. Rồi.